Vé máy bay tăng cao từ năm ngoái, nhất là vào dịp lễ Tết. Cục Hàng không Việt Nam luôn khẳng định dù cao, thế nhưng giá vé máy bay vẫn nằm trong khung giá. Từ tháng 3 này, trần giá vé máy bay tăng lên 3% và các hãng hàng không nội địa cũng khẳng định giá trần không đồng nghĩa với việc tăng giá vé máy bay. Vậy vì sao giá vé máy bay luôn neo ở mức cao, kể cả thấp điểm hay là cao điểm đi lại của người dân? Đã đến lúc phải nhìn rõ về chi phí đầu vào của hàng không tác động chủ yếu đến giá vé và mạnh dạn bỏ khung giá vé để thị trường quyết định giá vé máy bay. Ngay sau dịch COVID-19, hàng không bước vào giai đoạn hồi phục. Lúc đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng giá trần vé máy bay lên 3% với lý do nhiên liệu bay xăng ZA1 tăng lên hơn 81% so với năm 2015, thời điểm ấn định giá trần vé máy bay lần trước. Chỉ số này làm tăng tổng chi phí hàng không lên 33,5% so với năm 2015. Đó là chưa kể tỷ giá đồng đô la Mỹ và hàng loạt yếu tố đầu vào như dịch vụ mặt đất, giá điều hành, quản lý bay đều tăng cao khiến giá vé máy bay phải tăng theo. Sau đại dịch thì tất cả các yếu tố đầu vào ở trên thị trường quốc tế, ví dụ như phục vụ mặt đất, các cái chi phí về nhân công đều tăng, thậm chí có những yếu tố tăng 200%. Thế thì tất cả những cái yếu tố này nó tác động vào cái việc mà giá thành, cái chi phí sản xuất của các hàng không. Trần giá vé máy bay tăng thêm 3% vào đầu tháng 3 vừa qua, giá vé phổ thông chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức 2,2 đến 2,5 triệu đồng một chiều và đang có chiều hướng tăng lên trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây. Phân tích của các chuyên gia cho thấy giá trần tăng không có nghĩa giá vé máy bay tăng mà chính các chi phí đầu vào đang làm tăng giá vé. Giá xăng ZA1 của máy bay đã vượt ngưỡng 85 đô la Mỹ một thùng từ năm ngoái. Hàng loạt giá dịch vụ mặt đất vẫn tăng cao không giảm từ sau dịch COVID-19. Vì thế, đây là thời điểm phải mạnh dạn bỏ khung giá để thị trường điều tiết giá vé máy bay, giảm thiểu tình trạng giá vé luôn neo cao. Mà do những biến đổi về rất nhiều các yếu tố đầu vào thì nên có một cơ chế để cho các doanh nghiệp là áp dụng và nên là bỏ cái việc điều chỉnh giá về lĩnh vực vận tải không như là các mặt khác. Nó không theo kịp, không theo sát với cái sự biến động của thị trường về giá cả và các yếu tố cấu thành lên giá vé máy bay, trong đó nhất là giá nguyên nhiên liệu biến động rất mạnh thời gian vừa qua. Nếu mà bỏ luôn cả một cái cơ chế định giá đấy, thì cái câu chuyện đấy là chúng ta chuyển về giá thị trường, thì cái lúc đó cái công việc của nhà nước để mà kiểm soát, để mà gọi là giám sát cái quy trình giá đó, nó phải đặt lên một cái gánh nặng nó khác. Và cái điều này tôi cho rằng là chúng ta nên nhân cái cơ hội này mà bỏ cái khung giá đi và đã chuyển sang cái trách nhiệm nhà nước khi mà làm cái việc là nếu mà có hiện tượng thao túng giá cả, nếu mà hiện tượng là độc quyền giá cả thì nhà nước sẽ can thiệp. Các chuyên gia cũng cho rằng khi để thị trường điều tiết thì những rào cản về độc quyền trong cung cấp dịch vụ mặt đất cũng sẽ được cởi trói. Lúc đó các hãng hàng không sẽ tận dụng cơ hội để bán được mức giá tối ưu trong những dịp cao điểm lễ Tết để bù đắp cho các giai đoạn thấp điểm cũng như linh hoạt đa dạng hơn về các mức giá vé đáp ứng nhu cầu của khách hàng.